Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Và ngày hôm nay trở lại với một cái vlog trong cái phòng của mình. Những ngày mà mình không đi ra hiện trường để mình làm á, mình ở nhà mình edit video á, thì hôm nay mình sẽ quay những cái quy trình mà mình làm cho các bạn xem. Và mình sẽ quay lại cái căn phòng mà nó có thể nói là nó giống như một cái bãi rác của mình. Quay lại cho các bạn xem nha. Ok, let's go. Và đây là cái phòng làm việc của mình nè nghe các bạn nha. Đây là cái phòng làm việc của mình. Tại mình thích nhất là nón nên trong phòng mình toàn là nón. Các bạn ở phía sau mình cũng rất là nhiều nón. Cái đó là sở thích của mình. Đây là nơi để mình sản xuất ra những cái MV, những cái video mà chuyên của mình thì làm về thể loại trữ tình thì nhiều. Để mình quay góc này cho các bạn xem, nó hơi bừa bộn chút xíu. Nó giống như một cái bãi rác vậy các bạn. Đây là cái logo thương hiệu của mình. Đây là cái logo thương hiệu của mình. Và trong phòng này là tất cả những thứ mà mình làm video, edit đồ này nọ. Còn ở trước thì có chiếc xe thiết bị, thì mình sẽ quay lại một cái video khác cho các bạn xem về chiếc xe đó có những món đồ gì như thế nào, thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Và hình như ở trong cái kênh của mình cũng có những cái vlog hậu trường, thì các bạn xem trong đó thì cũng có những cái đồ dụng cụ quay phim gì đó của mình đó. Và cũng sắp bước sang năm mới rồi các bạn ơi, nên công việc cũng hơi nhiều chút xíu, không có thời gian để mình sản xuất ra những cái vlog ở trên kênh của mình, tại vì mình bận với công việc nhiều quá. Và hôm nay mình rảnh tay được chút xíu thì mình sẽ quay lại cái căn phòng này cho các bạn xem. Tuy nó hơi bừa bộn nhưng mà thật sự như vậy mình mới thích, chứ mà nó ngăn nắp quá thì mình cũng không có thích lắm đâu. Tại vì mình cũng hay bài đồ lung tung, nhưng mà mình bài để đâu thì để đó, để mình nhớ mình lại đó mình lấy thôi. Nói chung thì có một mình trong đây cũng có một mình mình cũng không phải là một công ty, cũng không phải là một cái nơi sản xuất lớn gì đó. Mình chỉ làm tư nhân ở nhà thôi. Mình sẽ nhận khách và mình quay rồi mình edit, mình giao. Nói chung là độc lập một mình thôi, không phải là công ty nha các bạn nha. Ok, mình quay cao một xíu cho các bạn coi. Hơi bừa bộn chút xíu. Phía sau này là nón hơi bị nhiều luôn các bạn, tại vì mình thích nón mà. Phòng mình thì có cái cây này các bạn, cây xanh để trong phòng để cho nó trang trí cho nó thoáng chút xíu. Vào cái bên mình thì cái lo để mình nghe nhạc, và mình lâu lâu mình cũng có mix vài bài nhạc của mình. Đây là nơi làm việc của mình, thùng PC của mình. Và trên cái lo của mình có hai cậu khóc cậu cười rất là dễ thương. Còn trên đây là nón không nghe các bạn nha, trên đây là nón không. Sẽ quay đây các bạn. Đây là cái mic để mình lồng tiếng, mình thu âm. Còn cái sô cạc của mình thì bình thường thôi. Nói chung mình không có chuyên về bên thu âm nha các bạn. Mình chỉ dựng phim, sản xuất MV thôi. Đây là cái phòng của mình. Nói chung cũng rất là đơn giản, nó cũng không có cái gì gọi là đẹp đẽ hết trơn các bạn ơi. Nếu mà các bạn nhìn từ xa vô thì thấy nó như bãi rác vậy các bạn. Ok, đây là tấm hình đại diện trong kênh của mình luôn các bạn. Bé Thanh Trọng là cục cưng của mình đó nghe mọi người nha. Trọng có xe. Trọng có xe luôn á hả? Bé Trọng hay ở trong phòng mình quậy dữ lắm luôn. Thấy không? Thấy cái mặt quậy ghê không? Và đây là cái lo để mình nghe nhạc, cũng là để mix nhạc luôn các bạn. Đây là cái phần dựng của mình. Mình đang edit gần xong cái liên khúc sưng rồi. Mình đang chỉnh chút xíu, đặng mình gửi cái bản này nè, đi qua bên chỗ người ta làm tiếng động âm thanh á, người ta sẽ đắp mấy cái âm thanh này vô cho mình. Và đây là cái màn hình kế tiếp của mình để quay đây, để mình quay sát sát cho các bạn xem. Đây là một nhạc bolero. Và đây là cái PC của mình. Mình cũng đã có một cái video mình giới thiệu về cái PC này rồi nên mình sẽ không nói nữa. Và đây là hai ông mặt khóc mặt cười của mình, rất là dễ thương nha các bạn nha. Hai con đây. Ông này là ok, một ngày ở nhà của mình chỉ có nhiêu thôi, chỉ là sản xuất những cái video như thế này thôi. Còn những lúc mà mình để render á, mình bỏ máy đó, mình đi uống cà phê với những người bạn của mình, thì xong rồi mình về bắt đầu mình edit tiếp. Công việc mình chỉ có nhiêu, còn ra hiện trường thì mình quay tầm cỡ 3-4 cái video gì đó. Là mình sẽ ở nhà mình edit tầm cỡ một tuần, mình không có đi ra ngoài. Nên có nhiều lúc cũng cách ly với mọi người bên ngoài nhiều lắm. Nói chung là công việc mà các bạn như có Tết thì được nghỉ ngơi, đi chơi đi đây đi đó thôi. Nhưng mà mình lại thích ở trong cái phòng này của mình hơn. Mình cũng ít giao lưu với bạn bè mình ít lắm. Chỉ có đi làm mới có bạn bè thôi. Nhưng mà thật sự ở nhà thì chỉ làm những video như thế này thôi, chứ không có thời gian mà để đi chơi, nhậu nhẹt, ăn uống, quậy phá luôn nha các bạn.
chung công việc của mình chỉ có bao nhiêu thôi. Nói chung nó không có cái gì phải làm phức tạp lắm. Mình làm nghề này cũng cỡ mười mấy năm rồi các bạn, cũng mười mấy năm rồi. Nói chung mình cũng rất là thích nón nè, đây là những cái nón mà mình mới mua nè. Video mình làm ngắn tới đây thôi các bạn ơi. Nếu các bạn có thích channel của mình thì nhớ vô và like và subscribe cho kênh của mình. Và đừng quên nhấn vô cái chuông để theo dõi những cái video mà mình ra nghe các bạn nha. Ok, bye bye. Yeah.